Xin chào các bạn, mình Đức đây. Và đây là chiếc tai nghe gaming Mi Pro Air SE. Đây là chiếc tai nghe gaming có mức giá là 890.000. Thế nhưng vào đúng 0 giờ ngày 27 thì chiếc tai nghe này sẽ được sales với mức giá là 690.000. Nghĩa là các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 200k khi mua chiếc tai nghe này. Và với mức giá đó thì đây thực sự là một chiếc tai nghe chất lượng. Nó chất lượng là bởi một vài yếu tố sau đây. Thứ nhất là về thiết kế. Như các bạn đang nhìn thấy thì thiết kế của chiếc tai nghe này là thiết kế dạng tai nghe over ear, nghĩa là nó sẽ trùm ra toàn bộ tai của các bạn. Vì thế nên các bạn có thể nhìn thấy cái phần ear cup này nó rất là to, thì nó sẽ giúp cho các bạn khi mà đeo trong khoảng 1-2 tiếng liền liên tục, nó sẽ không bị đau tai giống như là nhiều những chiếc tai nghe có kích cỡ tai, kích cỡ cái phần ear cup này nó bé hơn, nó tỉ vào tai, thì tai này nó không bị như vậy. Ngoài ra thì cái phần ear cup này nó cũng rất là mềm, và khi mà các bạn sờ vào hay là khi mà các bạn đeo lên tai thì nó cũng vô cùng thoải mái. Ở phần phía bên ngoài này thì thiết kế đã cách điệu đi một chút, nó giống như là cái phần loa bass ở trên những chiếc loa cỡ lớn vậy. Nó kiểu dạng như vậy, và nếu như các bạn nghe nhạc nó sẽ kiểu bập bùng phập phùng ấy. Nhưng mà nó thiết kế giả như vậy thôi chứ không phải là bập bùng ở ngoài này trên chiếc tai nghe này thật. Chúng ta sẽ có một cái phần khung kim loại này rất là chắc chắn khi các bạn sử dụng. Phần kéo ra kéo vào này thì nó cũng rất là chắc chắn. Cái phần đệm đầu phía trên này nó cũng rất là mềm. Theo những cá nhân mình đeo thì là như vậy. Nó không bị kiểu cấn vào đầu hay là cấn vào cái đỉnh chóp khiến mình cảm thấy khó chịu. Có lẽ là bởi vì tai này thì nó phù hợp với cái size đầu của mình, nó không quá lớn. Thì tai này nó đeo nó phù hợp. Ở phần phía trên này đều là da, và nó sẽ có thêm cái đường chỉ may trông nó rất là kiểu xịn sò, trông nó rất là kiểu cao cấp ấy. Chúng ta sẽ có một cái phần micro, và cái micro này nó rất là mềm, nó rất là kiểu dễ để các bạn có thể điều chỉnh. Trong hộp phụ kiện của chiếc tai nghe này thì chúng ta sẽ còn có thêm một cái món phụ kiện nữa, đó là cái phần để các bạn có thể che được các cái âm tiếng kiểu như là tiếng gió khi mà các bạn nói vào trong mic này. Còn có thêm cái món phụ kiện đó là một cái đầu chuyển ra rắc tai nghe và jack mic riêng. Nói chung là cái dây cáp này thì nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà sử dụng những cái sao cạc hay là những cái mixer, nó sẽ có đường tiếng riêng và cái đường line in riêng và cái đường line out riêng, thì bạn có thể ghép nó vào như thế này. Ví dụ như là đường mic vào đây và đường tai nghe thì nó sẽ vào đây. Đó, thì các bạn có thể sử dụng chiếc tai nghe này với những chiếc sao cạc hay là những chiếc mixer riêng để các bạn có thể điều chỉnh âm thanh hoặc làm nhiều những cái trò khác. Ví dụ như là đây có các hiệu ứng âm thanh chẳng hạn. Quay trở lại với chiếc tai nghe tiếp thì cái phần dây ở phía dưới của chiếc tai nghe này hoàn toàn là bọc dù. Nó rất là mềm, cảm giác nó rất là cao cấp. Ở phần phía dưới này chúng ta sẽ có thêm một cái điều chỉnh âm lượng ở trên chiếc tai nghe này, điều chỉnh nhanh. Và ngoài ra chúng ta sẽ có cái nút gạt bật tắt mic ở đây. Nói chung thì hơi đáng tiếc một chút ở trên chiếc tai nghe này, mặc dù là tai nghe gaming nhưng nó không có bất kỳ một cái đèn LED hay là đèn thông báo tín hiệu nào ở trên chiếc tai nghe này. Đó là thiết kế cũng như một vài tính năng của chiếc tai nghe này. Còn trải nghiệm khi mà sử dụng nó thì sao? Thì cái cảm giác đeo sau khoảng 2 tiếng đồng hồ mình cảm thấy là nó vẫn vô cùng thoải mái. Tuy nhiên thì dành cho những bạn nào mà lần đầu sử dụng những chiếc tai nghe mà nó có kích cỡ lớn như thế này hay là cái size over ear, đó là khi mà các bạn đeo lâu thì tai của các bạn, nếu như phòng các bạn không có điều hòa và nó hơi nóng một chút, thì tai của các bạn chảy mồ hôi, cảm giác hơi khó chịu sau khoảng 2 tiếng đeo. Về chất âm của chiếc tai nghe này thì mình khá là thích, bởi tiếng bass của nó nghe chắc, nghe nó có kiểu độ rộng, độ sâu ấy. Nghe nó rất là sướng, và thậm chí là cả chi tiết âm thanh nghe khi mà các bạn nghe nhạc hay khi mà các bạn xem những cái video khác thì nó cũng rất là chi tiết. Tuy nhiên thì cái cảm giác khi mà nghe nhạc nó lại không sướng lắm, bởi nó có một công nghệ, nó cũng là ưu điểm tiếp theo, đó chính là nó có hỗ trợ công nghệ âm thanh surround sound, âm thanh vòm hay là âm thanh xung quanh hay gì đó, giả lập âm thanh 7.1. Ví dụ âm thanh 7.1 giống như là ở trong các giả chiếu phim ý, thì chúng ta sẽ có một cái loa sub, một cái loa bass khá là lớn, và cùng với đó là 6 cái loa được đặt ở các vị trí xung quanh các bạn. Thế nhưng ở trên chiếc tai nghe này, mặc dù nó chỉ có 2 loa như thế này thôi, nhưng nó cũng giả lập được cái hệ thống âm thanh đó để giúp cho các bạn có thể khi mà nghe hay là chơi các tựa game, ví dụ FPS, CSGO chẳng hạn, các bạn có thể phán đoán được vị trí của kẻ địch thông qua việc nghe chiếc tai nghe như thế này, để đoán được là địch đang ở vị trí này, đang ở vị trí này. Các bạn có thể hoàn toàn có thể thử cái tính năng này thông qua một video mà link mình sẽ để ở dưới mô tả video này. Video của hãng Dolby để dùng để test thử những cái âm thanh phát ra từ loa 7.1 của hãng.
thì các bạn có thể thử với chiếc tai nghe này và cảm nhận khi các bạn nghe thì nó rất là rõ cái âm thanh xung quanh. Và đây cũng là một trong những cái yếu tố khiến cho trải nghiệm nghe nhạc ở trên chiếc tai nghe này, mặc dù là chất âm khá tốt nhưng trải nghiệm nghe nhạc thì lại không sướng lắm. Và đây là âm thanh đến từ mic của chiếc tai nghe này khi mà các bạn chơi game, voice chat trong game, cũng như là các bạn có thể sử dụng nó để live stream các thứ thì các bạn có thể sử dụng cái mic này. Khi sử dụng cái mic ở trên tai nghe này thì nó sẽ có một ưu điểm so với những cái mic rời giống như là kiểu như thế này đặt ở trước mặt các bạn, đó là việc các bạn quay đi đâu hay là quay sang trái, quay sang phải thì âm thanh của nó lúc nào cũng giữ nguyên, ưu điểm đấy chứ. Thế nhưng có một vấn đề, đó là nó có công nghệ gọi là công nghệ chống ồn. Nghĩa là sao? Khi mà các bạn nói vào thì nó sẽ giảm bớt tiếng ồn của môi trường xung quanh. Giống như ở thời điểm hiện tại thì điều hòa của mình đang kêu rất là to. Vì đã từng học xử lý âm thanh, vì thế nên mình thấy rõ ràng rằng âm thanh thu được từ mic của chiếc tai nghe này nó cắt đi cái phần low pass ở phía dưới, khiến cho âm thanh khi mà các bạn nói qua cái mic này nó vẫn có tí bass nhưng nó có cảm giác như là kiểu bị nghẹt mũi các kiểu. Âm thanh có trong hơn thật, có ít tạp âm hơn thật, nhưng cảm giác âm thanh không thật là một chuyện mà các bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút khi sử dụng mic của chiếc tai nghe này để live stream. Cái này thì mình cũng biết là nó có thể điều chỉnh được không hay là như thế nào đấy. Trong hướng dẫn sử dụng thì nó không có nhắc gì đến cái chuyện mà các bạn có thể điều chỉnh được như thế nào. Thì bạn nào biết điều chỉnh cái chiếc tai nghe này nó âm thanh mic của nó làm sao nó thật hơn một chút thì các bạn có thể comment xuống phía dưới để cho mọi người cùng biết nhé. Vì đó là về chiếc tai nghe Ampel Air SE. Đây là một trong những chiếc tai nghe mà mình thấy là giá rẻ, ngon, thiết kế rất đẹp và âm thanh của nó cũng ngon nữa. Mic thì nó rõ ràng là nó không quá là ngon, không quá là xịn sò, nhưng mình nghĩ là ở trong tầm giá này thì cũng không thể đòi hỏi được quá nhiều. 690k các bạn hoàn toàn có thể mua về để tiến hành những cái công việc, ví dụ như là học online, họp online các kiểu, hoàn toàn là thoải mái. Và đương nhiên là cái trải nghiệm âm thanh của nó khi chơi game thì các bạn thấy sao về chiếc tai nghe này thì mời các bạn comment chia sẻ xuống phía bên dưới nhé. Nếu như các bạn hứng thú thì link mình sẽ để phần dưới mô tả video này để các bạn có thể click vào và tham khảo mức giá dành cho chiếc điện thoại, dành cho chiếc tai nghe này với mức giá của 2.000 sản phẩm đầu tiên được mở bán trong sale, trong chương trình sale ngày hôm nay, đêm ngày hôm nay vào 0 giờ ngày 27 thì mức giá của nó sẽ là 690.000. Đừng quên là hãy click vào link phía dưới phần mô tả video này để có mức giá tốt nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.